bình tĩnh đi, bình tĩnh rồi không rồi đi ra đi. Đây là thời điểm lực lượng chức năng cứu một du khách Hàn Quốc bị ngã xe máy mắc kẹt dưới gầm xe khách tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 8 năm 2024. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo về một du khách Hàn Quốc 32 tuổi bị mắc kẹt dưới gầm xe khách tại đường lên chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Sơn Trà và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đưa hai xe chuyên dụng đến hiện trường. Lúc này nạn nhân bị mắc kẹt tại gầm phía sau xe khách, tình trạng đa chấn thương mất máu. Lực lượng cứu nạn đã cố định xe khách sử dụng thiết bị nâng kích thủy lực để nâng gầm xe khách tạo khoảng hở để cứu người bị nạn ra ngoài. Sau khoảng 10 phút, lực lượng cứu nạn đã cứu thành công du khách Hàn Quốc này, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục sơ cứu, đưa vào cứu chữa tại bệnh viện. Theo hình ảnh từ camera ghi lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, du khách Hàn Quốc chạy xe máy theo hướng ngược lại với xe khách. Khi hai phương tiện vào khúc cua đường cong thì xe máy bị trượt ngã, dẫn đến va chạm với xe khách và mắc kẹt dưới gầm xe. Đây là những gì chúng tôi chứng kiến khi có mặt tại nhà máy nước Đan Kia 1, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 20 tháng 8 năm 2024. Vốn là nhà máy cung cấp nước sạch cho thành phố Đà Lạt, thế nhưng xung quanh trạm bơm lại ô nhiễm thế này. Mỗi ngày, nhà máy này cung cấp cho thành phố Đà Lạt 30.000 mét khối nước sinh hoạt. Nghiêm trọng nhất tại khu vực thượng nguồn hồ, tiếp giáp khu Phước Thành, phường 7, thành phố Đà Lạt, cách trạm bơm khoảng 200 mét, rác thải hữu cơ, rác thải nông nghiệp như vỉ xốp, chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đủ loại nổi lênh bềnh khắp mặt hồ. Cơn mưa đầu mùa thì thường thường cái rác thải trôi về rất nhiều, cùng do nước nguồn từ xã Phước Thành, phường Phước Thành trôi về. Và theo ý thức của người dân thì lúc bình thường trời rất tốt thì không có gì hết, và trời mưa hầu như rác thải từ các nước đầu nguồn trôi về và đổ về cái khu vực trạm bơm của nhà máy nước. Thứ nhất là gây ảnh hưởng tới chất lượng nước, thứ hai gây về cái sự tiêu hao xử lý hóa chất trong xử lý nước, cái thứ ba gây về độ đục quá cao, thậm chí lúc nhà máy cũng phải nghỉ một thời gian để điều hòa lại cái chất lượng nước đầu nguồn cho ổn định và tiếp tục chạy máy. Và với cái tình trạng như vậy á, với tôi là người quản lý trong nhà máy nước này và quản lý chất lượng nước đầu nguồn thì tôi cũng xin cảnh báo người dân cũng nên có ý thức trong việc thu gom xả rác đúng nơi của quy định. Cũng theo ông Dũng, việc này gây khó khăn cho công tác vận hành xử lý nước sạch tại nhà máy nước Đan Kia. Có thời điểm trạm bơm phải ngưng hoạt động để chờ bùn lắng, rác trôi. Công tác vận hành của nhà máy sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc cấp nước liên tục cho thành phố Đà Lạt. Nếu tình trạng ô nhiễm từ rác thải nông nghiệp không được cải thiện. Được biết, công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng đã có văn bản gửi tới Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Công trình Thủy lợi Lâm Đồng đề nghị phối hợp với nhà máy nước Đan Kia xử lý tình trạng này. Xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các em học sinh, các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân trong tỉnh đã chịu ảnh hưởng từ những sai sót trong công tác tổ chức kỳ thi trên cơ sở giáo dục và đào tạo. Lời xin lỗi này của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình diễn ra trong buổi họp báo thông tin về những sai sót điểm thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 được tổ chức sáng ngày 20 tháng 8 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi đoàn thanh tra tỉnh công bố về vụ sai sót với kết quả khiến nhiều người khó có thể tin nổi. Tổng số điểm bài thi kỷ luật sai điểm là 2.769 bài, trong đó 1.368 bài thi có điểm cao hơn so với điểm đã công bố, 1.101 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố. Tổng số thí sinh bị sai điểm xét tuyển là 1.589 thí sinh, trong đó 781 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố, 808 thí sinh có tổng điểm xét tuyển thấp hơn điểm tổng điểm xét tuyển đã công bố. Theo điều chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại hội đồng tuyển sinh trung học phổ thông chuyên có 15 thí sinh từ không trúng tuyển thành trúng tuyển, 15 thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển. Theo điều chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại các hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông đại trà có 237 thí sinh từ không trúng tuyển trở thành trúng tuyển, 243 thí sinh từ trúng tuyển trở thành không trúng tuyển. Theo ông Phạm Công Dịch, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình, kết luận thanh tra cho thấy, bước đầu xác định trưởng ban chỉ đạo kỳ thi và ban thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc hồi phách bài thi tự luận. Kết quả kiểm tra cho thấy, số lượng bài thi được kiểm tra khớp phách bằng tay chỉ đạt tỷ lệ 0,71%, không đảm bảo ít nhất 20% số bài thi tự luận theo quy định. Khi phát hiện sai sót, ban thư ký không lập biên bản mà chỉ ghi lại thông tin những thí sinh có sai sót và chuyển cho trưởng ban chỉ đạo kỳ thi. Và việc trưởng ban chỉ đạo kỳ thi không xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục sai sót qua kiểm tra việc khớp phách của ban thư ký là không đúng quy định. Bước đầu xác định có khoảng 30 người liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, sau khi có kết luận thanh tra,
dẫn đến một vấn đề rất khó xử. Sau khi hồi phách lại lần 2, điều chỉnh điểm số đã kéo theo thay đổi kết quả của một số thí sinh và điểm chuẩn các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong đó, có 258 học sinh từ đỗ thành trượt. Ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã họp với 29 trường trung học phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục tư thục để thông tin về những sai sót, yêu cầu các trường xây dựng phương án hỗ trợ học sinh. Những học sinh này không đỗ vào trường công lập có thể học tại 8 trung tâm giáo dục thường xuyên, 10 trường tư thục và các trường cao đẳng của tỉnh. Cũng theo ông Phong, những ngày sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình sẽ gấp rút xử lý những công việc tiếp theo để kịp thời bắt đầu năm học mới. Tiến hành xét tuyển và công bố trúng tuyển đối với 10% chỉ tiêu còn lại trong ngày 23/8/2024. Tiếp theo, nhận được phúc khảo bài thi trong 5 ngày, từ ngày 24/8 đến ngày 25/8. Những thí sinh không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập đăng ký xét tuyển vào các trường chỉ tiêu được giao và báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo phê duyệt xong trước ngày 27/8/2024. Hiện tại thì ban quản trị đã gửi công văn nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư bàn giao, và cụ thể là 8 lần là yêu cầu chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì 2%, nhưng thực tế đến hiện nay á, đến hiện tại thì chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao. Ở dự án này thì tình trạng nó rất là nguy cấp. Thứ nhất là về hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy, hệ thống bơm nước, dân sinh, tất cả các thiết bị đều đã xuống cấp. Tính đến hiện tại thì ban quản trị cũng gói gắm trong các cái nguồn mà kết dư của cư dân để thực hiện bảo trì, nhưng mà bảo trì cũng không được đầy đủ. Đó là những bức xúc của ban quản trị chung cư Tobas Home 2 Block B ở phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về việc bị chậm trễ bàn giao quỹ bảo trì chung cư do công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và thương mại Thuận Kiều, gọi tắt là công ty Thuận Kiều, làm chủ đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, ngày 20/8/2024, Ban Quản trị Chung cư Nhà ở Xã hội Tobas Home 2 Block B cho hay, sau khi báo Thanh niên liên tục phản ánh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức ra quyết định cưỡng chế, thì công ty Thuận Kiều mới chịu chuyển hơn 5,3 tỷ đồng quỹ bảo trì chung cư. Theo ông Nguyễn Thanh Khải, trưởng Ban Quản trị Chung cư Nhà ở Xã hội Tobas Home 2 Block B, thống kê số tiền quỹ bảo trì mà công ty Thuận Kiều đang giữ của cư dân nhiều năm qua là 11,8 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền lãi suất phát sinh. Sau nhiều năm cầu cứu, báo Thanh niên phản ánh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức ra quyết định cưỡng chế, thì công ty Thuận Kiều mới chuyển 5,3 tỷ đồng trên 11,8 tỷ đồng vào tài khoản của Ban Quản trị Chung cư. Công ty Thuận Kiều không có biên bản, giấy tờ, không công khai số liệu tổng kết về số tiền quỹ bảo trì đang giữ của người dân. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Khải, trưởng Ban Quản trị Chung cư Nhà ở Xã hội Tobas Home 2 Block B cho biết, Ban Quản trị Chung cư đã có đơn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức yêu cầu công ty Thuận Kiều phải thực hiện đầy đủ quyết định cưỡng chế và công khai số liệu, chứng từ liên quan đến quỹ bảo trì của cư dân. Sau khi báo Thanh niên phản ánh bài cư dân Tobas Home 2 Block B ở Thủ Đức kêu cứu vì quỹ bảo trì, ngày 10/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với công ty Thuận Kiều với số tiền 180 triệu đồng. Ngày 28/5, công ty Thuận Kiều đã đóng phạt nhưng công ty này vẫn không bàn giao quỹ bảo trì. Ngày 31/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã có quyết định cưỡng chế buộc công ty Thuận Kiều bàn giao quỹ bảo trì cho Ban Quản trị Chung cư Nhà ở Xã hội Tobas Home 2 Block B theo quy định. Liên quan đến quyết định cưỡng chế đối với công ty Thuận Kiều, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức thông tin vẫn đang theo dõi, làm việc với các bên, xác minh để thực hiện quyết định. Trong trường hợp công ty Thuận Kiều không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định cưỡng chế thì sẽ xử lý theo quy định.